cậu nhóc này vô tình nhặt được một chiếc kính kỳ lạ, từ đó cậu đã có được năng lực của các siêu anh hùng, cơ thể trở nên nhanh nhẹn như sóc, bay nhảy vun vút, tay có thể bắn ra tơ nhện và đọc được suy nghĩ của người khác một cách dễ dàng. Cùng với đó, cơ thể cậu còn được trang bị một bộ quần áo phun giáp mà không gì có thể phá hủy nổi. Vậy cậu ta sẽ sử dụng siêu năng lực này như thế nào và chuyện gì sẽ xảy đến với cậu trong tương lai? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha. Fury là giám đốc của SEAL, đã đưa đặc vụ Hugh đến một thị trấn nhỏ ở Mexico. Trước đó không lâu, một con quái vật như một cơn bão đã quét qua đây. Và chính lúc Fury đang tự hỏi phải chăng ngày tận thế lại sắp xảy ra, thì một con quái vật được làm bằng đá đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, một người bí ẩn từ đâu xuất hiện và chiến đấu với con quái vật đá. Sau cuộc chiến với Thanos kết thúc, một nửa sự sống trên thế giới đã biến mất trước đó cũng đã quay trở lại. Và người ta gọi đó là thời gian hủy diệt. Đồng thời những người biến mất vào thời điểm đó cũng đã trở lại lúc trước khi biến mất. Nhưng đối với những người chưa trải nghiệm khoảnh khắc đó thì thời gian đã qua 5 năm rồi. Trong 5 năm này, đã có người lập gia đình mới, khiến cho những người trải qua biến cố đó. Khi quay lại thì phát hiện ra nhà đã không còn, vợ thì đã thành vợ người khác và tài sản cũng đã trở thành tài sản của người khác. Vì vậy, để xoa dịu số đông, dì May đã mời người nhện tổ chức một cuộc họp báo. Đồng thời, Happy cũng gửi đến 50 triệu tiền quỹ cứu trợ của tập đoàn Stark. Đến nay, một số thế hệ Avenger đầu tiên đã qua đời, một số đã nghỉ hưu, một số bị tàn tật và một số đang đi du lịch. Còn các Avenger còn lại thì cũng đang bận rộn với việc vặt trong gia đình của mình. Chỉ có người nhện Peter Parker nhàn rỗi, cả ngày không có việc gì làm, đã vậy lại còn bị dì May phát hiện ra thân phận người nhện của anh nữa. Tuy nhiên, dì May lại rất cởi mở, đã vậy lại còn gọi cảm ứng nhện của Parker là phút giật mình của Peter nữa. Siêu nghĩ rằng Parker nên đảm nhận những trách nhiệm nặng nề và làm những việc mà một siêu anh hùng nên làm. Nhưng Parker vừa mới mất đi người cố vấn quan trọng nhất trong cuộc đời mình, Tony, nên giờ đây, dù anh có trốn ở đâu thì cũng đều có thể nhìn thấy bóng dáng của người sắt Tony. Vì vậy, anh cho rằng mình chưa có đủ khả năng đảm nhận công việc này. Đồng thời anh cũng cho rằng thân phận người nhện hàng xóm tốt bụng vẫn phù hợp với mình hơn. Trên máy bay, Parker muốn ngồi cùng Michelle để tăng cường mối quan hệ của họ hơn, và vì để giúp đỡ anh, người bạn tốt của anh là Ned đã đề nghị đổi chỗ với lý do Parker bị dị ứng với nước hoa. Nhưng sau khi nghe được điều này, ông thầy giáo đã có sự điều chỉnh lớn. Michelle ngồi với chàng trai khác, còn Parker bị bỏ lại một mình, nên anh chỉ có thể xem phim tài liệu về Iron Man để giết thời gian. Sau khi xuống máy bay, Parker đang hết sức chán nản thì lại phát hiện ra Ned đang cặp kè với một cô gái tóc vàng, nhưng Parker thì vẫn không đủ can đảm để nói chuyện với Michelle. Sau đó giáo viên đưa học sinh đến nhận phòng tại một khách sạn ở Venice và cho phép học sinh được tự do di chuyển quanh đây một lúc. Parker nhìn Michelle vui vẻ với chàng trai khác thì cuối cùng cũng đã hành động. Anh đi vào một cửa hàng quà tặng, mua một chiếc vòng cổ với bông hoa thực dược màu đen tuyệt đẹp và dự định sẽ tặng chiếc vòng cổ này cho Michelle như một món quà tỏ tình. Vì theo quan điểm của anh, Michelle giống như một bông hoa thực dược. Lúc này, trên sông Venice đột nhiên có động tĩnh, một lượng lớn cua bò lên bờ và nước trong nắp cống cũng được hút ngược lại. Sau đó, giữa sông đột nhiên dâng lên một cơn sóng lớn, rồi làn sóng lớn tạo thành một quái vật nước khổng lồ và bắt đầu phá hủy mọi thứ mà không có bất cứ mục đích gì. Còn Parker, thậm chí anh còn không có thời gian để mặc bộ đồ người nhện. Hơn nữa tơ nhện lại không có tác dụng với quái vật nước khổng lồ này. Khi anh chuẩn bị sơ tán mọi người thì lại bị con quái vật khổng lồ quạt cho một cú quay cuồng. Lúc này, người đàn ông bí ẩn ở đầu phim đã xuất hiện và bắt đầu đối đầu trực diện với quái vật nước khổng lồ, nhưng không ngờ được là lại bất phân thắng bại với nó. Ông không chỉ có thể bay mà còn có thể sử dụng phép thuật, giống như sự kết hợp giữa hai thực thể Iron Man và Thor vậy. Nhưng vì cuộc chiến quá dữ dội nên các tòa nhà xung quanh cũng lần lượt bị sụp đổ. Lúc này, một tháp chuông cũng đã xuất hiện vết nứt. Parker nhanh trí dùng tơ nhện để giữ chặt tháp đồng hồ sắp sập lại, nhưng tiếc là cuối cùng tháp đồng hồ vẫn bị sụp xuống. Nhưng hên là không có ai bị thương hết. Cuối cùng, người đàn ông bí ẩn không biết đã dùng ma thuật gì, mà chỉ cần vung tay một cái đã đánh bại được con quái vật. Sau khi trận chiến kết thúc, Parker vội vàng mở hộp quà ra, hên là món quà tỏ tình của anh vẫn chưa bị vỡ. Còn người đàn ông bí ẩn lần này cũng trở nên nổi tiếng và xuất hiện trên các hot search. Mọi người đều cho rằng ông là siêu anh hùng mới và đặt cho ông một cái tên Mysterio. Sau khi đọc được tin, dì May vội vàng gọi điện hỏi Parker có bị thương hay không. Còn Happy lúc này cũng đã đến gần dì May hơn. Còn về ý đồ thì không cần nói các bạn cũng hiểu nhỉ. Tối đó, Parker đang thảo luận với Ned về tinh hóa của tình yêu, chẳng hạn như làm thế nào để theo đuổi được nữ thần. Kế hoạch của Parker chính là khi họ đến thăm tháp Eiffel, Parker sẽ tặng chiếc vòng cổ có hình bông hoa thực dược cho Michelle và tỏ tình với cô dưới tháp Eiffel. Nhưng ai ngờ được là đột nhiên một phi tiêu có chứa thuốc gây mê lao thẳng vào người Ned. Thì ra là Fury đến gặp Parker, sau đó ông đưa Parker rời khỏi khách sạn, trên đường còn đưa cho Parker một hộp kính mà bên trong có kính của Tony và nói với Parker rằng đó là của Tony để lại cho anh. Sau đó Fury đưa Parker đến căn cứ phụ của SEAL và ở đây anh đã gặp được đặc vụ Hugh, hơn nữa Mysterio cũng đang ở đây. Ông nói rằng tên của mình thực sự là Quentin và ông đến từ một trái đất khác trong đa vũ trụ. Parker nghe xong thì lập tức cảm thấy vô cùng phấn khích, hóa ra trên thế giới thực sự có nhiều vũ trụ và mỗi vũ trụ có một mã số riêng.
Ví dụ như vũ trụ của Parker ở đây là số 616, còn Mysterio đến từ vũ trụ số 833. Sau đó, Mysterio nói rằng, trong vũ trụ số 833, có một con quái vật tự nhiên được sinh ra và được gọi là Elemental, đó chính là bốn nguyên tố đất, nước, lửa và không khí. Hơn nữa chúng rất mạnh và có sức tàn phá cực lớn. Bởi vì không có anh hùng bảo vệ như Avenger trong vũ trụ 833, nên cuối cùng, trái đất đã bị các nguyên tố đó hủy diệt. Và bây giờ, những nguyên tố đó đến vũ trụ 616, vì vậy Mysterio mới đuổi theo đến đây. Đồng thời với sự giúp đỡ của Siêu, ba quái vật tự nhiên bao gồm cả quái vật nước khổng lồ cũng đã bị tiêu diệt. Nhưng con quái vật nguyên tố lửa cuối cùng lại là nguyên tố mạnh nhất, nên một mình ông không thể ứng phó được. Và những người còn lại của Avenger lại quá bận rộn, do đó Fury mới tìm đến Parker. Hiện tại họ đã đoán được con quái vật nguyên tố lửa sẽ xuất hiện ở Praha trong 48 giờ nữa. Vì vậy, họ cần Parker đến Praha cùng với Mysterio, và nhiệm vụ chính là tiêu diệt con quái vật nguyên tố lửa đó. Nhưng Parker lại nói rằng ngày mai cả lớp sẽ đi du lịch ở Paris, nên anh đã từ chối Fury. Đã vậy anh còn nói rằng, nếu giáo viên phát hiện ra anh rời đội, vậy thì bản thân anh sẽ rất thảm. Nhưng thực ra là vì kế hoạch tỏ tình của mình nên Parker mới nói như vậy. Do đó, không còn cách nào khác, Fury đành phải cử người đưa Parker về khách sạn. Nhưng ngày hôm sau, giáo viên đột nhiên nói rằng họ sẽ không đến Paris nữa, và nói rằng công ty du lịch đã nâng cấp dịch vụ cho họ nên hôm nay họ sẽ đến Praha, mà đến ngay cả xe bus du lịch cũng đã được nâng cấp. Nghe đến đây, Parker liền biết đó chắc chắn là trò quỷ của Fury, thế là anh lập tức sụ mặt xuống. Một kỳ nghỉ tốt đẹp, một kế hoạch tỏ tình chu đáo cũng đã bị phá hủy rồi. Xem ra anh không thể thoát khỏi nhiệm vụ lần này rồi. Trên đường buồn chán, Parker liền ngồi nghiên cứu chiếc kính và phát hiện ra trong chiếc kính có một trí tuệ nhân tạo tên là Edith. Ý nghĩa của cái tên này là dù đã chết nhưng vẫn là một anh hùng. Có thể thấy Tony muốn Parker kế thừa mình và trở thành Tony Stark tiếp theo. Hơn nữa, Edith còn có quyền truy cập vào mạng bảo mật toàn cầu của Stark, bao gồm một đội quân máy bay không người lái và nhiều vệ tinh phòng thủ, đồng thời còn có thể xâm nhập vào điện thoại và máy tính của người khác nữa. Nói chung là vô cùng tuyệt vời, và chỉ Parker mới có quyền sử dụng. Lúc này, chiếc xe buýt du lịch dừng lại, giáo viên bảo học sinh xuống xe và nghỉ ngơi trong 10 phút, nhưng người tài xế lại bảo Parker đi đến một ngôi nhà nhỏ đằng kia. Sau khi Parker bước vào thì một người phụ nữ với thân hình nóng bỏng bảo Parker cởi quần áo ra khiến anh sợ sắp tè cả ra quần. Hóa ra cô đến từ SEAL và cô đến để đưa cho Parker một bộ đồ chiến mới. Cô yêu cầu Parker mặc bộ đồ mới này khi chấp hành nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu Parker mặc thử để xem nó có vừa hay không. Nhưng ai ngờ được là một bạn nam cùng lớp tình cờ bước vào và nhìn thấy cảnh Parker đang cởi quần nên đã nhầm tưởng Parker đang làm trò đồi bại. Do đó anh ta đã lập tức chụp lại và bảo sẽ cho Michelle thấy bộ mặt thật của anh. Lúc này Parker hoảng rồi đó, nhưng không thể để Michelle nhìn thấy bức ảnh này được. Và ngay sau đó, chiếc xe buýt du lịch lại tiếp tục lên đường. Parker yêu cầu Edith hack điện thoại của bạn nam kia và xóa bức ảnh đó đi, nếu không thì anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch vết nhơ này. Nhưng Edith lại hiểu lầm ý của Parker và liền coi bạn nam đó là mục tiêu cần loại bỏ, nên đã trực tiếp điều động máy bay không người lái tới. Và rất nhanh, máy bay không người lái đã xác định được mục tiêu. Thấy anh ta gặp nguy hiểm, Parker chỉ tay bảo mọi người xem đàn dê đằng kia. Sau đó nhân lúc những người khác quay đầu ra ngoài nhìn, thì cậu nhảy lên nóc xe, bắn tơ nhện và đã giải quyết được chiếc máy bay tấn công đó. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm và chỉnh lại câu từ để yêu cầu. Khi anh ta lấy điện thoại ra cho Michelle xem, thì liền phát hiện ra bức ảnh đã biến mất. Cuối cùng khi trời chạng vạng tối, họ cũng đã đến nơi. Fury thông báo cho Parker rằng quái vật nguyên tố lửa sẽ sớm xuất hiện và bảo Parker hãy chuẩn bị cho tốt. Nhưng lúc này Parker có chút lơ đễnh vì trong đầu anh đang mải nghĩ xem làm thế nào để theo đuổi nữ thần. Thấy vậy, Fury liền trách Parker vì đã phản bội lòng tin của Tony và nói rằng anh không xứng đáng với cặp kính đó chút nào. Sau khi nghe vậy, Parker liền rơi vào trầm tư. Anh bắt đầu nghĩ có lẽ do anh chưa sẵn sàng cho nhiệm vụ sắp tới. Mysterio thấy anh buồn bực thì liền đến an ủi anh. Ông nói rằng con đường của một siêu anh hùng đầy ắp những chông gai, nhưng họ vẫn phải dũng cảm tiến về phía trước, dù có thế nào thì vẫn phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Rất nhanh, Parker thay bộ đồ mới do siêu chuẩn bị cho mình và thấy nó khá phù hợp. Lúc này, Ned và cô gái tóc vàng quyết định chơi vòng đu quay. Kết quả là, ngay khi hai người họ vừa ngồi lên thì dung nham nóng bỏng trồi lên từ mặt đất và một con quái vật nguyên tố lửa xuất hiện. Nó có thể làm tan chảy tất cả các kim loại để biến nó trở thành một phần của mình và sẽ tiếp tục phát triển về kích thước. Parker cùng Mysterio lập tức tiến lên khiêu chiến với nó. Hai người phối hợp với nhau, vừa tấn công vừa khống chế, không cho nó chạy vào chỗ đông người. Cô gái tóc vàng thấy vậy liền nói rằng, người mặc đồ đen hình như là người nhện, nhưng Ned nói nó chỉ là một con khỉ đêm giả làm người nhện thôi. Lúc này, Parker mới nhận ra trên vòng đu quay còn có hai người, nhưng Sue làm sao mà con quái vật nguyên tố lửa lại đang tấn công vào bánh xe. Nó muốn biến toàn bộ vòng đu
Blue quay thành một phần của mình. Còn Parker và Mysterio thì không dễ dàng gì mới có thể giữ nó lại. Nhưng không ngờ, con quái vật trực tiếp đập cho mặt đất nứt ra, khiến bánh xe Blue quay rơi vào vết nứt và sắp sụp xuống. Thấy vậy, Parker vội lên trước cứu hai người. Thế nhưng, tơ nhện từ trên không trung dính vào một linh kiện không biết xuất hiện từ đâu. Có điều, lúc này Parker cũng không quan tâm lắm. Anh mau chóng nhả tơ nhện cố định vòng Blue quay, để bảo vệ hai người họ trên vòng Blue quay. Mà Mysterio cũng đã hơi mệt mỏi rồi. Cuối cùng anh ta thấy như này cũng không phải là cách hay. Vì thế anh ta trực tiếp tối đa hóa sức mạnh của mình, đâm đầu vào con quái vật. Con quái vật lập tức bị nguồn năng lượng này nuốt chửng, sau đó phát nổ tại chỗ. Nhưng Mysterio cũng nằm gục trên đất cả người bốc khói. Có điều ngay sau đó Parker phát hiện anh ấy không chết, mà biểu hiện anh hùng của Mysterio cũng khiến Fury mở mang tầm mắt và có ý lôi kéo anh ấy gia nhập Avenger. Đem so sánh, Fury không biết nói năng như nào với Parker mới tốt. Có lẽ Tony chọn sai người. Fury bảo Parker trở về suy nghĩ cẩn thận, khi tai họa ập đến rốt cuộc có cần dũng cảm bước tới không? Người mà thế giới cần là siêu anh hùng có thể gánh vác trọng trách, mà không phải là người nhện hàng xóm tốt. Sau chuyện này, Mysterio cũng bắt đầu khuyên giải Parker, đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Thấy việc mình thích thì cứ làm, gặp được người mình thích thì theo đuổi. Anh hùng siêu cấp cũng là người nha, mà Parker trẻ tuổi vốn đang tâm trạng không tốt. Nghe Mysterio nói vậy, anh lập tức quyết định tặng chiếc kính mắt cho một người mạnh hơn mình. Sau đó, anh phát hiện Mysterio bên cạnh chính là sự lựa chọn tốt nhất. Anh tỏ ý tặng kính cho anh ta. Mysterio nghe vậy còn bày đặt từ chối, nhưng Parker không hề do dự ra lệnh trí tuệ nhân tạo Edith giao quyền sử dụng mắt kính cho Mysterio. Sau đó anh như chút được gánh nặng mà đi theo đuổi nữ thần. Nhưng Parker vừa mới đi, Mysterio lập tức nở nụ cười xảo quyệt, bởi vì cuối cùng anh ta cũng đạt được âm mưu rồi. Lúc này, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Không ngờ mọi thứ trong này đều được tạo ra từ không gian ba chiều, mà đám khán giả xung quanh cũng đều là thuộc hạ của Mysterio. Hiển nhiên, đây là trò lừa gạt kinh thiên động địa. Cái gì mà nguyên tố vũ trụ, cái gì mà nhiều nguyên tố, đều là do anh ta bịa ra, bao gồm cả thắng lợi trước đó anh ta chiến thắng quái vật nguyên tố, cũng là ảo ảnh do anh ta tạo ra từ sự kết hợp giữa công nghệ trình chiếu ba chiều và máy bay không người lái cao cấp. Và Mysterio cũng chỉ là người bình thường, anh ta không có siêu năng lực nào cả. Nhưng vì sao anh ta làm như vậy? Điều này phải quay trở lại thời kỳ nội chiến Avenger. Năm đó Mysterio đã sức cùng lực kiệt mới nghiên cứu ra được công nghệ trình chiếu ba chiều. Tony lại cười nhạo công nghệ rác rưởi không ăn nhập với thời đại trước mặt mọi người. Vì thế anh ta đã ôm hận trong lòng, cho nên anh ta mới sắp đặt màn lừa gạt này. Anh ta muốn chứng minh cho cả thế giới biết công nghệ mình nghiên cứu ra không hề kém, và bây giờ còn có sự giúp đỡ của trí tuệ nhân tạo Edith. Anh ta tin rằng mình nhất định sẽ vượt qua người sắt Tony, trở thành siêu anh hùng vĩ đại nhất thế giới. Đây chính là mục đích thật sự của anh ta. Parker không biết sự thật trở về hẹn nữ thần Michelle ra ngoài. Anh suy nghĩ nếu đã không đi tới Paris được thì dứt khoát tỏ tình ở đây luôn. Nhưng lúc anh ấy chuẩn bị lấy ra dây chuyền hoa thực dược, Michelle đột nhiên thốt ra một câu, tôi biết anh là người nhện. Parker lập tức sững sờ, hóa ra Michelle đã lén quan sát anh ấy rất lâu rồi. Cô phát hiện mỗi lần người nhện xuất hiện, Parker lập tức biến mất, bao gồm cả lần này cũng vậy. Sau đó cô còn lấy ra một linh kiện dính đầy tơ nhện. Đây chính là linh kiện xuất hiện trong không trung, lúc trước khi Parker nhả tơ nhện ra, đã bị Michelle nhặt được. Hai người đang nghiên cứu, lại không cẩn thận đụng vào cơ quan, linh kiện đột nhiên bốc ra hình ảnh ba chiếu, hóa ra là cảnh tượng Mysterio chiến đấu với quái vật nguyên tố gió. Hóa ra đây là một máy chiếu. Parker nhìn thấy cảnh tượng này nhận ra mình đã bị Mysterio lừa, nguyên tố là giả, cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy trước đó đều do hình ảnh ba chiều tạo ra. Vì thế Parker cũng không tâm trạng che giấu Michelle nữa, anh nói thẳng ra mình là người nhện và nói rằng mình gây ra họa lớn rồi. Anh lại ngu ngốc giao chiếc mắt kính của Tony cho Mysterio. Lúc này Mysterio đang liên tục hoàn thiện những khâu nhỏ của hình ảnh ba chiều. Lúc này anh ta muốn dùng tất cả máy bay không người lái tạo ra một hình ảnh ba chiều siêu to trong thành phố. Anh ta gây ra chuyện càng lớn thì mọi người càng chú ý đến Mysterio. Đến lúc đó anh ta có thể trở thành người sắt tiếp theo rồi. Lúc này, anh ta đột nhiên kiểm tra một máy chiếu đã bị mất, lập tức bảo Edith tiến hành kiểm tra toàn cầu. Lúc này anh ta mới biết máy chiếu bị mất ở chỗ Parker. Anh ta lo lắng chuyện bại lộ đã ra lệnh truy sát Parker, mà Parker bên này quyết định tìm cục trưởng Fury. Anh định kể chân tướng sự việc cho ông ấy, vì thế anh mặc bộ đồ Peter Parker. Sau một hồi anh đung đưa bằng tơ nhện, đã lên tàu điện ngầm đến Berlin nước Đức, mà Fury dường như đã biết được Parker sẽ tìm mình. Ông đặc biệt lái xe đến đón anh ấy. Cuối cùng ông đưa Parker đến căn cứ S. Parker lấy ra máy chiếu, đang muốn giải thích trò lừa của Mysterio với Fury, đột nhiên anh cảm nhận không ổn, mọi thứ xung quanh đều là ảnh ba chiếu, hóa ra đây căn bản không phải siêu cạm bẫy do Mysterio bày ra. Parker lập tức rơi vào hình ảnh ba chiều liên tục thay đổi, anh lập tức mất đi năng lực phán đoán, bị Mysterio đánh lên đánh xuống, Mysterio mất trí, thậm chí còn tạo ra người sắt bản zombie. Cuối cùng Parker bị anh ta lừa đến đường ray, đoàn tàu phi nhanh như bay đâm thẳng vào Parker, có điều anh ấy không chết mà bị đâm trọng thương và ngất đi.
lúc anh ấy tỉnh lại, phát hiện mình bị nhốt vào trong trung tâm giam giữ ở Hà Lan một cách khó hiểu. Có điều nơi này không nhốt nổi anh ấy, anh dùng chút sức kỳ diệu bẻ khóa cửa trốn ra ngoài. Sau đó anh mượn điện thoại của người qua đường, gọi điện tìm sự giúp đỡ của Happy. Cuối cùng Happy vội lái máy bay đến đón anh ấy, nhưng Parker lại lo lắng ông ấy là hình ảnh ba chiều. Để xác minh thân phận, anh yêu cầu Happy kể ra một chuyện mà chỉ có hai người biết. Happy nói ngay ra chuyện Parker xem video người lớn ở khách sạn, xem ra ông ấy là Happy thật. Sau đó, Happy khâu lại vết thương cho Parker. Parker cũng hoàn toàn suy sụp vì nỗi đau về cả thể xác và tinh thần. Sau khi Tony chết, cả thế giới bắt đầu chú ý đến người nhện. Họ cho rằng người nhện sẽ trở thành Tony tiếp theo. Nhưng Parker cho rằng mình chẳng có năng lực này. Happy an ủi anh ấy và nói, cả đời Tony từng làm rất nhiều chuyện sai lầm khiến anh ấy hối hận. Nhưng anh ấy không hối hận vì đã lựa chọn cậu. Câu này đã khiến Parker bùng cháy lại sức chiến đấu. Anh đến phòng thực nghiệm ở phần đuôi máy bay. Anh chuẩn bị tự nghiên cứu ra một bộ chiến giáp người nhện. Thao tác điêu luyện khiến Happy nhìn thấy bóng dáng của Tony từ trên người cậu ấy. Ông càng kiên định sự lựa chọn của Tony là đúng. Bộ áo giáp người nhện nhanh chóng được làm xong. Happy cũng gọi video cho Fury. Ông dùng ám hiệu nói cho Fury Mysterio là kẻ địch. Và cùng lúc đó, Mysterio đã bắt đầu hành động. Hiển nhiên anh ta không hề biết Parker còn sống. Anh ta sử dụng trí tuệ nhân tạo Edith từ vệ tinh của Stark, điều động máy bay không người lái. Máy bay không người lái nhanh chóng thông qua máy chiếu, tạo ra một quái vật khổng lồ đáng sợ. Mọi người cho rằng lần này nhất định chết chắc rồi. Lúc này Mysterio từ xa bay đến mang theo niềm hy vọng, đối đầu điên cuồng với quái vật. Đương nhiên, đây cũng là hình ảnh ba chiều. Lúc này cơ thể thật của anh ta đang trốn ở một hành lang, khống chế mọi thứ này. Lúc này Parker mặc bộ chiến giáp người nhện do mình tự chế xuất hiện một cách ngầu lòi, đang chuẩn bị phản kích. Anh nghiến răng bay xuyên thẳng vào trong hình ảnh ba chiều. Máy bay không người lái bên trong đang hoạt động rất trật tự. Parker dùng mạng nhện điện hủy một chiếc lớn. Hình ảnh quái vật khổng lồ cũng dần biến mất. Mysterio thấy Parker vẫn còn sống, lập tức tắt ảnh ảo đi. Sau đó anh ta điều động tất cả máy bay không người lái bắt đầu tấn công Parker, nhưng Parker không hề sợ hãi. Thời gian dần trôi qua, Parker cũng dùng hết tơ nhện của mình, nhưng máy bay không người lái vẫn bay liên tục. Lúc hấp hối, anh đã tháo pin của một máy bay không người lái ra, sau đó cầm một tấm bảng sắt làm lá chắn, học theo dáng vẻ của Captain American xông lên ném pin lên không trung. Cục pin phát nổ đã hủy hoại một đoàn máy bay không người lái. Đồng thời, Parker nhún người nhảy lên sông vào hành lang tìm Mysterio, yêu cầu anh ta trả lại mắt kính cho mình. Mysterio lại tạo ra hình ảnh ba chiều ở hành lang. Anh ta cho rằng như này có thể đánh bại được Parker. Parker nhắm chặt đôi mắt, điều chỉnh hơi thở. Anh dựa vào cảm ứng mạng nhện mạnh mẽ bất khả chiến bại ở trong hành lang. Anh rất nhanh đến trước mặt Mysterio. Mysterio không còn đường lui đành giao ra mắt kính. Lúc này Parker đột nhiên đấm mạnh vào không trung bên phải. Hóa ra Mysterio vẫn muốn dùng ảnh ảo ba chiều lừa anh ấy. Nhưng Parker sẽ không bị mắc bẫy nữa. Anh cướp lấy mắt kính. May mà anh ấy vẫn còn quyền sử dụng nó. Khi Parker ra lệnh, tất cả máy bay không người lái đều được giải phóng khỏi chế độ tấn công và trở lại vệ tinh. Cuối cùng cũng lại bỏ được nguy hiểm. Mysterio yếu ớt nằm trên đất. Parker không để ý đến anh ta nữa. Anh kéo lê thân thể mệt mỏi lên cầu gặp Michelle. Đáng tiếc dây chuyền hoa thược dược đã vỡ thành mấy cánh hoa trong lúc vật lộn vừa rồi. Parker nói rằng anh ấy vốn muốn dùng nó để tỏ tình với cô ấy. Michelle nghe xong thì liền hôn anh ấy. Cô ấy nói rằng mình thích dây chuyền vỡ hơn. Lúc này hai người chính thức xác định quan hệ yêu đương. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, Ned và Betty đã chia tay rồi. Họ nói rằng mình không muốn yêu đương nữa nên đã chia tay. Ế, chỉ là chơi thôi. Nhưng quan hệ giữa Happy và May lại có chút rắc rối. Ngày hôm đó, Parker và Michelle hẹn nhau đến thành phố để chơi xích đu. Đột nhiên anh phát hiện một chuyện ghê gớm ở trên màn hình quảng cáo của một tòa nhà cao tầng. Một người nặc danh đã công bố đoạn video bôi nhọ người nhện cho phía truyền thông, nói người nhện thành kẻ giết người, mà Mysterio lại trở thành siêu anh hùng đã hy sinh mạng sống để bảo vệ mọi người. Và phần cuối của đoạn video còn tiết lộ một tin tức nóng hổi, tên thật của người nhện là Peter Parker, địch mợ. Phía bên kia, cục trưởng Fury và đặc vụ Hugh, thật ra là Scroll bắt chước hình dạng biến thành, xem như trợ giúp cục trưởng Fury xử lý chút chuyện vặt. Mà Fury chân chính lúc này đang chấp hành một nhiệm vụ bí mật ở trong vũ trụ. Người nhện xa nhà công chiếu năm 2019, là tác phẩm thứ 23 của vũ trụ điện ảnh Marvel. Cảnh tượng chiến đấu trong bộ phim vô cùng kích thích, đã kết hợp các hiệu ứng bùng nổ và pha quay chậm, khiến mọi người lên cơn sốt adrenaline. Đồng thời kể về quá trình trưởng thành của người nhện, trong phim có rất nhiều cảnh khiến người ta đau lòng, ví dụ bức tranh phun sơn người sắt có thể được nhìn thấy ở khắp mọi ngóc ngách của con đường, góc tường chất đầy nến và hoa tươi. Đây đều là sự tưởng nhớ Tony của mọi người, khiến bộ phim này trông được hoàn chỉnh hơn. Ok, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp các bạn lần sau.